ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Trời các bạn ơi, mình mới lên trên thành phố để mình đi xin việc làm nè anh em. Đây, đây chính là thành phố nè, có bộ đẹp ghê nha. Trời ơi, mấy cái tòa nhà nó cao kìa, trời ơi, nó cao vãi chứ. Ôi, ôi trời, mình tự nhiên mình đứng ở giữa đường chia lỡ xe tung mình cái chết quá. Đứng đây chờ chờ đèn xanh cái đi qua đường coi. Ủa cái biển cái đèn đâu rồi, trời cái đèn nó quay vào đây. Ờ cái đèn xanh rồi, mình phải qua đường mới được. Ừ. Thì đây anh em xin giới thiệu với anh em, đó chính là tiệm bánh Hoàng Tử Bé. Thì hôm nay mình đã đi xin việc làm để kiếm tiền, để Tết này mình sẽ có tiền lì xì cho mấy đứa em của mình đó. Và có cả tiền để đi sắm đồ Tết nè đó. Thì mình được nhận vào trong cái tiệm bánh này để mình làm thuê ở trong cái tiệm bánh này. Vô à. Ủa anh em nhìn nè, bánh kem quá trời luôn. Wow, bánh kem nè. Ôi dưa hấu bị kính chào quý khách. Con chào bác à, con chào bác. Bác ơi, cho con hỏi là ở đây có phải Vậy, nhìn cái bảng mặt của tôi mà cậu kêu tôi là bác ư? Vậy con chào cô, Vậy. Tôi như vậy mà cậu kêu tôi bằng cô hả? Vậy cái mặt tôi bộ già vậy sao? Vậy em chào chị, em chào chị. Được cho chị. Ôi, không, nghĩ sao vậy? Cái mặt của cậu còn già hơn mặt tôi mà. Ủa mặt mày già lắm anh em. Đi cho nó thân mặt. Dạ chào em. chào em. Quý khách muốn ăn gì? Không. Tôi muốn đến đây để tôi xin vào trong cái tiệm bánh này để tôi làm nhân viên bán bánh á. Thì nghe nói là ở đây tuyển nhân viên đúng không ạ? Trời ơi, xin việc làm sao không nói đi, nãy giờ làm tưởng khách tiếp đãi. Nãy giờ tưởng gì thì ra là xin việc làm. Dạ. Gọi tôi bằng bà chủ biết chưa? Em cô đại trơn á. Dạ chào à, em chào bà chủ. Em muốn xin vào đây để bán bánh được không? Dạ bà chủ. Được, đang quán cũng đang cần người. Thì bây giờ cậu vô đúng không? Thì bây giờ là tôi đang cần một thu ngân với lại một bán quầy. Thì cậu vào đây đi. Vô đây. Dạ. Đó. Thì mỗi mà một lượt khách tới đây, khách sẽ bấm chuông thì cậu sẽ ghi vô sổ giống như kiểu là cậu đánh máy á, là cậu lưu lại tính tiền là cũng phải bỏ tiền vô ngăn tủ cho tôi chứ không có được giấu giếm biết chưa? Mỗi tháng tôi sẽ trả cho 5 kim cương. 5 kim cương là lớn lắm rồi đó. Ok. Và đặc biệt là không được ăn trộm ăn cắp gì ở trong quán của tôi hết. Dạ trời ơi, nhìn mặt em đi phải. Mặt em rất là thánh thiện và dễ thương. Em không bao giờ ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu, chị yên tâm. Cái đó thì tôi không có sợ, tại vì quán của tôi là gắn camera hết rồi, tôi biết hết đó. Ôi ghê. Là khách vô là phải niềm nở đón tiếp chứ không có được mà như kiểu lên mặt trơ tráo với khách, đuổi khách hay là chửi lộn với khách biết chưa? Dạ. Rồi bây giờ đứng ở đây nghe, không có được mà bỏ trốn việc đi chơi là tôi biết phát hiện ra, tôi coi camera là tôi hả đuổi việc đó. Dạ. Bị trừ lương rồi đó. Dạ. Đi à. Dạ bye bye. Dạ bye bye bà chủ xinh đẹp. Bye bye. Bye bye bà chủ. Dạ. Bán cho tốt nghe chưa? Dạ bye bye bà chủ à. Dạ. Trời ơi cái mặt vậy hồi nãy kêu bằng em trời. Ơi thôi mình chắc là mình phải đứng đây mình bán hàng anh em ơi. Trời ơi mình đã được nhận rồi, mừng ghê á. Ui cái tiệm bánh này có bộ bán nhiều bánh ghê nha. Để không giờ mình thử mình liếm miếng kem được không ta? Không được, trời ơi, bán bánh để bán mà tiền lấy đi ăn trời. Đứng đây bán thôi. Trời ơi, cứ tưởng là xin được cái việc làm ở trong đây là đông khách, ai dè đâu mà ới khách vãi chưởng. Từ nãy giờ ê nhóc. Chào anh, chào quý khách ạ. Bán cho anh một cái bánh là bánh trứng và một cái bánh sô cô la đi. Ok ba, quý khách đi theo em ạ. Quý khách ơi, ở chỗ này có rất là nhiều loại bánh trứng và sô cô la, quý khách muốn lấy loại nào? Anh lấy muốn lấy cái loại mà sô cô la nhân trứng hoặc là trứng nhân sô cô la. Ok anh, trời ăn cho tiêu chảy luôn. Không có gì đâu. Vô đây để em coi coi. Đây bánh sô cô la nè và đây là bánh trứng nè. Chỗ của em có bán thêm coca với nước ngọt á, anh có mua không? Mua cho anh coca vị nước ngọt đi em, hoặc là nước ngọt vị coca cũng được. Ủa sao ông nào muốn lạ thế? Chỗ em có nước suối à, anh lấy nước suối tạm nha. Rồi ông này ông ăn cái này có ngày ông đau qua tử ông chết cái mang họa nữa. Đây em bỏ vào rương cho anh nha. Dạ tổng cộng tiền okay. Của anh là 2 viên kim cương ạ. Trời ơi quá rẻ nè. Trời ơi 2 viên kim cương 1 viên bo nhóc á. Ôi bo luôn hả? Trời ơi dạ cảm ơn quý khách. Dạ cảm ơn okay quý khách. Trời dạ bye bye quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau. Dạ bye bye ạ. Trời ơi anh em ơi, bán được 3 viên kim cương lời 1 viên kim cương. Mình phải bỏ vào trong cái máy tính tiền nè. Đây. Ôi trời.
kim cương còn nhiều trong trong rương quá vậy? Của bà chủ à, thôi mình cũng của bà chủ mà không được đụng vào, mình phải làm ăn thật là chân chính này, hiểu không? Này bỏ 3 viên kim cương vào cho bà chủ luôn nè. Đó rồi, đứng đây bán bánh tiếp thôi. Trời ơi, mới bán được 3 viên kim cương giờ lại tiếp tục ới rồi. Đến được em. Yeah. Oh yeah, đến luôn bên anh. Trời ơi, sáng sớm mình đói tìm ăn bánh đúng ngon thôi. Ủa sao sao nhìn ai? Tôi. Bánh trứng nè trời. Ôi, nhìn ơi. Mình thấy ai quen quen anh em ơi, mình thấy ai quen quen. Ủa, hello anh chị. Quán này bán bánh hả? À, anh ơi, anh ơi. Anh. Đi. Nhận có tao có nhận ra em là ai không? Ủa. Phong Cần. Dạ em nè. Ủa anh à. Bán bánh đi. Anh vịt lên thành phố để ăn Tết hả? Trời ơi. Vừa mới lên thành phố xong trời đi đường xa đói quá trời luôn, tại tiệm bánh trời ơi. Tự nhiên gặp phải người quen bán bánh trời ơi. À dạ em à. Thì ngồi tự nhiên. Ê, tự nhiên cái này tôi tào lao, cái này là bánh của bà chủ nhờ em bán giùm cho hay là bánh của em đâu mà ăn tự nhiên. Tức là em đi bán giùm người ta à? Chứ em tưởng em mở cửa hàng trời ơi. Đâu phải. Ủa thế trong này có bánh gato không em? À có anh, có bánh gato luôn. Có bánh sô cô la không? Có sô cô la luôn, có luôn. Ôi, trời. Mà có cái bánh phô mai không? Trời anh có ăn. Có bánh phô mai có. Ơi, cho anh hai tô bún riêu. Anh mua hai tô bún riêu hả anh? Ừ. Anh đợi em tí nha, anh đợi em tí. Đi vô tiệm bán bánh kem để mua bún riêu. Anh cũng tỉnh lắm. Anh đợi em tí nha, anh đợi em tí. Đi đâu, đưa đây coi. Trời ơi. Ok, đợi em tí. Đó quá đấy. Được đấy. Dạ dạ đây, dạ đây đồ bánh của anh này, bánh của anh này nè. Bánh đến đâu? Đâu? Tưởng là gặp người quen, tưởng là gặp khách sộp đến mua bánh, ai dè đâu vô phá mình. Gì đâu tìm bán bánh, người ta vô đòi mua bún riêu còn lao. Còn quay lại đây lần nữa là em đập cho chết luôn nha. Trời ơi, đập vỡ cái sàn luôn nè, để sửa lại coi. Đó là chơi. Để coi coi cái sàn nằm ở chỗ nào. Truy lý. Đây. Mình lắp cái sàn thôi, bà chủ bà về bà giết mình chết. Ok. Rồi đứng đây bán hàng tiếp, sáng sớm gặp gì đâu không. Hai từ sáng giờ bán cũng được nhiều kim cương quá ta. Hai. Ui trời. Trời ơi, mình bánh ngon quá trời đất ơi. Chào bạn, chào bạn. Chào cậu. Bạn đến làm bạn mua bánh hả? Yeah. Trời mua bánh nè. Ồ bạn mua bánh hả? Trời anh em ơi, sáng sớm gặp gái xinh rồi. bạn muốn mua bánh gì ạ? Trời ơi, mình mua một chiếc bánh gato nè. Nhớ là bánh gato nhân sô cô la nha. Đó. Ừ. Ủa cái gì bánh gato nhân sô cô la? Một chiếc bánh sô cô la mà nhân vị gato á. Đó hai cái. Ủa bạn ơi, ủa bạn sang anh em ơi, sao cái bà này giống cái ông hồi sáng vậy? Thôi kệ đẹp là được em ạ. Sao hả bạn? Ở bên mình có ngoài bánh ra có bánh nước ngọt không? Vậy khác không? Có đây nè bạn, đây nè, có nước ngọt nè, đó quá trời luôn nè. Một chai nước ngọt vị coca nha. Ok bạn, lấy luôn, lấy cho bạn khuyến mãi bạn 4 chai luôn trời. Lấy hết luôn cho bạn rồi, lấy luôn cho mình một chai coca vị nước ngọt nữa nha. Ok. Ủa sứ bà này giống như ông hồi sáng nghe cái gì coca vị nước ngọt vị coca vậy. Ok bạn, còn muối gì không? Bánh hả bạn? Bên đây còn có thêm bánh trứng và cả bánh cà phê nữa nè, bạn có ăn không? Thế thì cho mình một cái bánh trứng nhân cà phê đi và một cái bánh cà phê nhân trứng luôn nha. Ok trời, okay, trời lấy luôn trời, lấy hết cho bạn luôn cũng được. Ok. Mình bán cho bạn hết luôn cũng được. Ok bạn ơi, cái gì hết tất cả bánh của bạn nghe. Hai cái từ bạn ơi, trời nói chung là mấy cái bánh này nè là mình nói bạn biết là bánh này mắc tiền lắm đó, đến một viên kim cương một cái bánh lần đó, với lại thêm coca thì hai chai coca một viên kim cương đó, thì tổng cộng của bạn là hết 50 viên kim cương. Nhưng mà nói chung là bởi vì bạn dễ thương quá cho nên là mình tặng cho bạn luôn. Trời ơi vậy hả? Mình tặng không có tiền luôn hả? Trời ơi, mình không có tiền luôn, tặng miễn phí luôn. Ủa bạn ơi, nhưng mà bạn mua bánh nhiều vậy chứ giờ mình thấy con gái bạn ăn gì nhiều vậy? Ừ, bởi vì là sáng nay chồng mình qua đây mua bánh nhưng mà ảnh thèm, mình có mua thêm. Ủa cái gì? Ủa cái gì? Có phải cái ông hồi sáng mà vô đây mua cái gì bánh trứng nhân cà phê, bánh cà phê nhân trứng là chồng của bạn hả? Đúng rồi, anh tóc vàng cho mình nè, mặc đồ đôi nè. Ủa, mặc đồ đôi, mặc đồ cặp hả? Ủa vậy là bạn có chồng rồi hả? Trời ơi, nhà còn hai đứa bé nữa, có chồng hai con rồi. Có chồng mà có thêm hai đứa con nữa hả? Trời ơi, trời anh em ơi, chết rồi, đeo ơi. Đưa bánh cho mình về lại nè, mình chồng nè. Trời, nói chung
chung hả, từ nãy giờ mình đùa chứ thật ra là quán của mình á là không tiếp khách đã có chồng. Đó, cho nên là mình không tiếp bạn. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Ra ngoài. Trời ơi, bánh mình cho miễn phí rồi đuổi ta đi vậy? Đi, đi, nhanh là tức trời. Nghĩ sao? Nói chung quán của mình là không tiếp người đã có chồng. Ê, quỷ sứ. Ê, gì đâu á, sáng sớm gặp gì đâu không á, bực bội. Hay, trời ơi, sáng sớm gì đâu mà gặp gì đâu, mới bán được có 3 viên kim cương mà gặp toàn là chị gì đâu không á. Hết gặp ông vịt vào khóc. Ôi trời ơi, lại có thêm gái xinh đến mua bánh. Chào bạn. Chào bạn nha, trời. Chào bạn. Chào bạn. À giờ bạn ơi, mình muốn mua đồ á. À bạn. Ở đây phải không? Đúng rồi, mình là nhân viên ở đây á, bạn muốn mua cái gì? À mình là bây giờ mình muốn một cái bánh mật ong nè, một cái bánh kem nhân dâu nè, rồi một bánh sô cô la với lấy cho mình 2 ly Coca. À, và một cái bánh gì nữa ta, bánh quy đi, bạn có bánh quy không? Cho mình nha bạn. Ok, để mình tới nha. Ok nè, Coca nè, rồi lấy bánh cho bạn á nè, để mình tới nha, mình xin lấy cho anh bánh cho bạn. Trời ơi anh em ơi. Ok nè. Bạn ơi, mình phải hỏi cho mình bây giờ mình phải hỏi cho chắc cái đã. Bạn ơi cho mình hỏi bạn có chồng chưa? Mình làm gì có chồng, trời ơi mình còn nhỏ mà chồng con gì trời. Ok anh em ơi, bạn này chưa có chồng. Ok chắc chắn rồi. Ok rồi mình bạn đợi mình tí nha, mình đi vô bán hàng mới được. Ok để mình lấy bánh cho bạn nha. Đây 2 cái bánh nè, rồi 2 cái bánh trứng với một những cái bánh khác, là 2 lon Coca nè. Ok rồi, tổng cộng của bạn là hết 10 kim cương. Nhưng mà nói chung là nhìn bạn cũng khá là dễ thương, cho nên mình sẽ tặng cho bạn miễn phí luôn. Ha ha. Ha, hay dạ ơi, cảm ơn bạn nha. Ok, không gì đâu, mình tặng cho bạn để làm quen mà. Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không? Bạn cho mình xin số điện thoại được không? Ủa, tự nhiên bán bánh mà xin số điện thoại làm gì vậy? Mình muốn xin số điện thoại để kiểu mà tiệm bánh của mình mà nó có khuyến mãi hay gì á thì mình sẽ gọi cho bạn đến để bạn mua bánh. Nhưng mà bạn ơi tiếc quá à, là điện thoại của mình bị hư mất tiêu rồi. Bây giờ sao ta? Đúng rồi, bây giờ mình cho bạn số điện thoại của người yêu mình nha. Có gì bạn cần thì bạn cứ liên hệ với ảnh nha. Ủa cái gì? Bạn có người yêu rồi hả? Thì đúng rồi, mình có người yêu mà. Trời ơi. Sao hồi nãy mình hỏi bạn là bạn có người có chồng chưa? Bạn nói bạn chưa có. Thì đúng rồi, bạn hỏi mình có chồng chưa thì mình nói là mình chưa có. Ủa bạn hỏi gì kỳ vậy? Mình có nói là mình có chồng đâu, mình nói là mình có người yêu mà. Ok, thôi mình đùa với bạn á, hồi nãy mình nói là 10 kim cương mà mình tặng miễn phí là mình giỡn á, hôm nay là ngày cá tháng 4 á, mình đùa thôi. Mà tổng cộng tiền của bạn là hết 100 viên kim cương, trả rồi cút xéo không, nhanh lên ngay lập tức. Vậy thôi mình trả bánh lại nè, trời ơi, tưởng đâu, trời ơi, tưởng 10 kim cương người ta còn mua, nghĩ sao 100 kim cương, ở đó mà bán cho ma đi, trời ơi, thì mua, trời ơi. Bé, trời. Gì đâu. Trời ơi em ơi, mình chán cái việc bán bánh này quá, suốt ngày tay gặp gì đâu cơ mà thôi. Mình bỏ tiệm bánh mình đi đây, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một năm mới tốt lành nha. Trời ơi là trời, mình đi đây.